Anh chị đang xem cái cảnh mà xịt rửa vệ sinh cái cân heo điện tử sau khi sử dụng. Và đây là dòng cân heo cảm biến trên, nó chống chuột và chống nước, cho nên mình xịt rửa vệ sinh rất là an toàn. Và chúng ta có thể mạnh tay chúng ta xịt rửa, thậm chí chúng ta có thể dùng cái máy áp lực chúng ta xịt rửa thì nó càng tốt hơn nữa. Và nếu mà anh chị mà dùng cân heo cảm biến trước thì mình sẽ không dám làm như vậy đâu chị ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến trại heo Hòa Thành ở Krông Bông, Đắk Lắk để xem là thực tế ở trại đây đã đầu tư và sử dụng các cân heo điện tử như thế nào ha. Xe chuyên dùng để vận chuyển heo sẽ có những bàn nâng giúp cho quá trình lùa heo vào chuồng rất dễ dàng. Đồng thời một kinh nghiệm để chia sẻ cho quý anh chị và bà con mình sau này xây trại là nên làm một đường lùa heo từ trong trại ra ngoài và có một ô cửa nhỏ để lùa heo. Việc này giúp cho cả xe và người không tiếp xúc với môi trường trong trại để ngăn ngừa dịch bệnh. Xe nhập heo thì về sẽ đậu ở phía ngoài kia các bạn. Ở đây là có một cái đường lùa heo và một cái trạm để dừng nghỉ và cân heo như thế này. Đấy thì con heo sẽ lùa vào những cái đường như thế này. Và vào trại thì heo ở trại đây thì nhập cái giống heo nhỏ để về nuôi thịt các bạn. Thì phải đưa vào chuồng cái sữa trước để mà sữa cho nó. Đây, thì các bạn thấy là những cái con heo có thể trạng thì khoảng 18kg như thế này thôi. Đấy, được bấm thẻ tai. Thì dòng heo này lấy của tập đoàn chăn nuôi Greenfit để nhập về cái trại Greenfit này nuôi các bạn ạ. Đây, heo sẽ được lùa vào trong những cái đường như thế này để vào cái nhà cai sữa. Quá trình lùa heo từ trên xe vào trại thì các bạn nên tiến hành một cách nó nhẹ nhàng để tránh cho heo không bị hoảng loạn và sẽ chết gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con heo. Thì khi mà xây dựng cái đường lùa heo này, các bạn xây bề ngang khoảng là 1m hoặc là 90 phân đổ lại thôi. Chiều cao thì các bạn cũng xây lên là khoảng 1m. Với cái chiều rộng như vậy thì giúp cho cái việc lùa heo của chúng ta nó tiến hành được dễ dàng. Con heo nó ít bị chạy, nhảy và quay đầu lung tung ha. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn. Sau khi heo được di chuyển từ đường lùa heo vào trại thì các bạn sẽ tiến hành lùa vào từng ô trong cái nhà cai sữa. Thì mỗi ô như này thì các bạn sẽ nuôi được khoảng là 30 con heo tùy theo cái thể trạng. Nếu mà khi mà heo lớn rồi thì các bạn có thể tách ra những cái ô bên cạnh để cho mật độ nuôi của mỗi ô chuồng nó phù hợp, tránh cho con heo nó quá bí bách. Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành lùa hết vào và tiến hành thắp bóng sữa cho nó. Mỗi lần lùa heo từ trên xe xuống thì các bạn nên lùa từng ít một theo nhóm, thì mỗi nhóm thì khoảng 10 con. Các bạn lùa hết vào từng cái ô chuồng, sau đó thì các bạn sẽ tiến hành lùa cái nhóm mới. Việc làm như vậy thì giúp cho con heo của chúng ta nó di chuyển dễ dàng hơn và đuổi vào chuồng nó nhanh gọn lẹ hơn, giúp cho con heo nó không có bị phơi nắng vào cái đường lùa heo. Sau khi mà lùa hết heo vào chuồng thì chúng ta sẽ tiến hành hòa điện giải cho nó uống để mà nâng cao cái sức đề kháng cho heo. Sau một quá trình vận chuyển đường dài thì lúc này heo con rất là mệt mỏi, các bạn không nên cho nó ăn vội. Hãy để cho chúng uống điện giải và nằm thư giãn nghỉ ngơi. Kênh Điện Tử Gia Phát cũng rất biết ơn Khởi Nghiệp TV đã cho chúng ta một cái video rất đầy đủ về nhập heo, cân heo và xuất heo. Và nếu như mà anh chị cảm thấy cái video clip của Khởi Nghiệp TV nó hay như vậy thì anh chị có thể tìm đến kênh của Khởi Nghiệp TV và bấm subscribe, đăng ký kênh của anh Khởi Nghiệp TV ha. Còn nếu như mà anh chị quan tâm đến video này và cảm thấy cái kênh điện tử này nó hợp lý, nó hữu ích, nó bền và mình muốn quan tâm nhiều hơn về nó thì anh chị có thể liên lạc nhanh đến Kênh Điện Tử Gia Phát qua số điện thoại hotline trên màn hình, đó là 0909 899 333. Thì Kênh Điện Tử Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái dòng cân heo điện tử cảm biến trên này, tại vì nó đa dạng lắm, nó từ cân heo một con hay là cân heo heo bị hay là cân heo nhiều con hay là cân heo chống nước chốt số, tại vì nó đa dạng lắm. Cho nên nếu anh chị quan tâm nhiều hơn về dòng cân heo điện tử cảm biến trên này, anh chị có thể gọi ngay đến Kênh Điện Tử Gia Phát qua số hotline 0909 899 333, hoặc nếu anh chị đang xem video này trên YouTube thì anh chị kéo xuống bên dưới ở phần mô tả thì Kênh Điện Tử Gia Phát cũng đặt để những cái đường link về những sản phẩm cân heo này, thì anh chị có thể click vào đó và để xem thêm nhiều sản phẩm hơn. Cân một lần nữa, Kênh Điện Tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.